Dạ, thưa Mạnh Thường Quân, Ngô Phương Dung, tôi là Kim Anh, mắt thương nhìn cuộc đời của tỉnh Bình Thuận. Hôm nay tôi đại diện cho Phương Dung để đến thăm nhà cháu Nguyễn Văn Hiền. Cháu bị bệnh ung thư tuyến giáp giai đoạn 2. Con à, hôm nay cô đến thăm con. Nay là ngày 28 tháng 8, cô đến thăm con để đại diện cho Mạnh Thường Quân trao tiền 1 triệu để cho của rằm tháng 7 để cho con có tiền xoay sở. Mà con, cô thấy con có giấy hẹn đi mổ mà sao con chưa đi mổ cổ con ấy, Dạo này cô hơi kẹt, cô không có tiền đi. không có tiền đi à con? Vậy là thôi, thì từ từ gom gom rồi mình kiếm tiền mình mổ để có sự sống, rồi nhà lo cho vợ cho con nghe con. Vợ cũng bệnh cho nên rồi mẹ già bệnh nữa cho nên là không không có tiền, thì thôi thì con cứ vậy, giờ con nhận đỡ 1 triệu này nha, của Mạnh Thường Quân cho nghe con. Rồi con có cảm ơn Mạnh Thường Quân không? Tôi có cảm ơn mà chị Bông. Mạnh Thường Quân ấy giúp con ha.